Chào các bạn, mời các bạn cùng gia đình KPN khám phá cây ngô đồng, được gọi là cây cô đơn, rất là nổi tiếng trong phim Mắt Biếc nhé. Cây ngô đồng nằm tại làng Hà Cảng thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền của thành phố Huế. Nó nằm cách thành phố Huế khoảng 12 đến 15 cây các bạn nhé. Từ trung tâm thành phố Huế các bạn rẽ ra hướng quốc lộ 1, hướng về phía đi ra ngoài Bắc á, hướng Hà Nội đó, thì các bạn đi khoảng 7 cây số thì sẽ gặp cái cầu An Lỗ. Thì cái cầu An Lỗ này thì các bạn đã qua khỏi cầu An Lỗ này thì gặp nhà tư lớn, rất là lớn. Thì quẹo trái là đường 11B. Đường 11B là đường nếu mà mình đi khoảng 15 cây thì sẽ gặp trung tâm du lịch suối nước nóng Anh Ba Thanh Tân, rất là nổi tiếng tại Huế. Còn bây giờ nếu mà các bạn quẹo phải sẽ đi khoảng 4 cây số nữa sẽ gặp cái cây ngô đồng. Từ khi công chiếu bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ dựa vào cốt truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vào cuối năm 2019 đó các bạn, thì cây ngô đồng này được đưa vào trong cái cảnh phim Mắt Biếc với cái bối cảnh nhân vật Ngạn ngồi đánh đàn cho Hà Lan nghe rất là lãng mạn và thơ mộng. Thì từ đó nổi tiếng hẳn lên và được sự săn đón rất là hiếu kỳ của cái giới trẻ hiện nay, trong đó có gia đình KPN nữa nhé. Từ quốc lộ 1 vào đến cái cây ngô đồng để tham quan thì các bạn cũng thấy rồi đó, rất là thuận tiện cái việc lưu thông và hai bên đường rất là sạch sẽ và đẹp. Nếu các bạn đến được cái cây ngô đồng, tham quan được cái cây ngô đồng á, thì các bạn cũng nên đến tham quan cái trường tiểu học Đo Đo trong phim luôn, tại vì khoảng cách mà từ cái cây Đo Đo, cái cây ngô đồng này đến với lại cái trường tiểu học mà và đo khoảng 1,5 số hoặc 2 cây số thôi. Đó, và đây là cái đoạn ngã ba để quẹo trái vào cái cây ngô đồng để tham quan, và nó có cái biển giới thiệu. Và bên góc ngã ba này thì có cái quán nước Đo Đo đó, vậy rất là dễ nhận thấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào thẳng bên trong xem cái cây ngô đồng nó ra sao nhé. Theo gia đình KPN tìm hiểu thì cây ngô đồng này được người dân làm ruộng xung quanh đây. Họ trồng sau giải phóng năm 1975. Tính đến nay thì cái cây này nó cũng đã hơn 40 tuổi rồi đó các bạn. Cái cây ngô đồng này nó có nhiều tên gọi khác nhau lắm các bạn. Có người thì gọi là cây vong đồng, có người thì gọi là cây mã đậu, còn cũng có người gọi cái cây này là cây bả đậu, hay là kêu là cũng có những người họ lại kêu cây này là cái cây ba đậu tây, và có nhiều địa phương như ở Thanh Hóa thì họ gọi cái cây này là cái cây cáo, nên là nó cũng khá là cái nhiều cái tên gọi về cái cây này. Còn trong phim Mắt Biếc thì họ gọi cái cây này là cái cây cô đơn, đúng đã đứng có một mình nên gọi là cây cô đơn là cũng đúng. Đây là xung quanh toàn cảnh của cái cây ngô đồng các bạn. Khách đến đây để chụp hình. Đây là cái góc mà làm background của phim này các bạn, và cũng là bối cảnh Ngạn đang ngồi đánh đàn cho Hà Lan nghe tại cái bục này các bạn. Dưới gốc cây này thì có một cái chòi cũng như là cũng là đóng phim luôn, sao có xây được đóng phim luôn này. Mấy người ra đây xem này. Bên thân cây này thì khá thể hiện Mắt Biếc.
ở trong phim thì nó có thằng nhóc, thằng Hồng, thằng Ngọc nó sẽ viết cái chữ bún cá. À, bún cá ngừ có không? Có bún cá ngừ luôn hả? À. Cảm ơn các bạn đã xem video KPN và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KPN đăng video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.